cho các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi thay cái chấu pin của iPhone 4, 4S nha các bạn. Thì cái chấu pin đó các bạn có nhiều tên gọi khác nhau ha. Đây, đây là một cái mainboard iPhone nha các bạn. Thì đây là cái chấu pin nha các bạn, hay còn gọi là cái tiếp xúc pin hay là socket pin á. Nói chung là cái phần này á là cái socket để mà hàng dính với cái mainboard iPhone ha. Thì nguyên một vài nguyên nhân nào đó, chẳng hạn như máy bị rớt nha các bạn, nó rớt nó hư cái socket pin này, hoặc là mấy bạn nó gắn với cái cục pin điện thoại di động á, các bạn lấy tay các bạn này mạnh quá là nó đứt cái socket pin này ra nha các bạn, hay cái chấu pin đó. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi thay cái socket pin nè trên mainboard điện thoại iPhone nha các bạn, của dòng iPhone 4, 4S. Rồi, đây là con điện thoại iPhone 4 nha các bạn. Cái này nó bị hư socket ha. Nói chung là socket pin đó nó bị bung ra. Mình tiến hành mình tháo máy nha các bạn. Các bạn lấy cho mình cái vít sao ha, để tháo hai ốc đuôi ra. Rồi, cái máy này cái pin nó còn khá mới nha các bạn. Các bạn nhìn cái pin này các bạn, nó có đóng mọc quá. Rồi, đã mình là nãy pin lên. Cái pin này pin thay rồi nha các bạn. Đây là pin linh kiện nha các bạn. Thì các bạn ra cái hàng, các bạn nếu mà các bạn muốn mua pin đó thì các bạn nói ra bán pin thì nó có đưa cho bạn cái pin này, pin linh kiện ha. Còn cái pin theo máy là loại chính hãng nha các bạn. Rồi, đối với con iPhone 4 này các bạn, làm quan sát cho mình nè. Đây là cái chấu pin nha các bạn, hay là tiếp xúc pin á trên mainboard thì nó bị bong chóc ra nha các bạn. Các bạn nhìn nè, trên đây nè, đây là cục pin mà cái socket pin đó, nó bị gãy nha bạn, nó nằm dính trên cục pin này luôn nè. Rồi để mình tiến hành mình tháo ra nha. Đây các bạn, pin của nó nè. Đây là cái socket pin hay là cái chấu pin đó. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình hàn lại cái chấu pin này vô nha các bạn. Hàng lại trên mainboard, dính trên mainboard này ha. Nhưng mà trước khi hàng á, để mình kiểm tra thử coi cái điện thoại này nó còn lên nguồn hay không ha. Rồi trước tiên á, mình sẽ lấy chì các bạn, mình xi lại mấy cái chân này nè. Mấy cái chân chì á, nó còn dính trên bo á, mình xi lại hết nha các bạn, cho nó bám chì ha. Ở đây mình dùng một ít mỡ hàng ha. Các bạn chét ít thôi nha các bạn, chét vừa phải ha. Cái chì này á, rất hay bị chai nha các bạn, tại vì linh kiện nó đóng lâu lắm rồi nên nó bị chai á, thì mình phải dùng một ít dây chì á, hoặc là cái chì bột á, các bạn xi lên cái chân chì bên đây trên bo nè. Rồi mình sẽ lấy một ít dây chì nha các bạn, mình dùng bó hàng mình xi hết nha. Trước tiên bảo các bạn cho một ít mở hàng hoặc nhựa thông như đây. Cái chì này khá chai nha các bạn, nó bị chai, nó cơ cứng lắm. Thì các bạn nói chung các bạn xi chì á, cho nó đắp lên là nó mềm chì lại nha các bạn. Cái chân chì á, cái này khá quan trọng nha các bạn, tại vì chì chai á là nó, các bạn hàng vô nó không ăn chì đâu.
Rồi. Mới chân chì đây các bạn, mình xi hết nha. Xi nói chung là bốn chân của tiếp xúc pin luôn, rồi hai chân mà nó giữ cái chấu pin lại các bạn. Các bạn xi hết cho mình. Đây mình kiểm tra nguồn bằng cách nào? Các bạn lấy cho mình hai sợi dây đồng. Rồi để mình xác định cái chân âm dương trước nha các bạn. Tùy cái socket pin này nó không ký hiệu vậy đó. Mình sẽ dùng một cái đồng hồ ha. Mình sẽ đo coi nó chân dương, chân âm nằm đâu, chân dương nằm đâu nha các bạn. Mình dùng cái đồng hồ số nha các bạn. Mình chuyển cái thang đo thông mạch. Một chân á, các bạn kẹp siêu ha. Cái siêu bất kỳ nha các bạn. Cái siêu có thể là cái chống pin này nè, cái chống sạc á các bạn. Hoặc cái bất kỳ siêu nào thì các bạn, mình sẽ kẹp một chân chống sạc nha các bạn. Rồi mình chạm vào cái mấy chân này coi. Coi nó có kêu không nha. Nó kêu là cái đó là chân mát nha các bạn. Rồi. Cái chân phía dưới này nè các bạn. Đây là chân mát nè. Và cái chân phía trên này là chân dương nha các bạn. Và mình hàn cái dây một dây âm ở đây, còn dây dương ở trên. Các bạn lấy cho mình hai sợi dây nha các bạn, một sợi dây đỏ, dây đen ha. Dây đen để mà mình hàn chân âm nha các bạn. Còn dây đỏ mình hàn chân dương ha. Đen nó nằm ở dưới, mình hàn chân dưới trước. Lần chuyển âm trước nha các bạn. Rồi, vậy là dính nha các bạn. Các bạn lưu ý nè, một số bạn mà thợ mới á, ở phía trên này các bạn, nó có mấy con tụ con chở nha các bạn, chút xíu ở đây nè, nên các bạn khi mà các bạn đưa mỏ hàng lên các bạn cẩn thận nha các bạn. Các bạn ủi cái sao mà nó bay cái này cũng mệt nha. Bay cái mấy con tụ con chở chỗ này á. Nên các bạn chú ý cho mình hàng bên ngoài thôi. Đừng có đưa mỏ hàng vô sâu quá, nó chạm mấy cái linh kiện bên trong nha các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ hàn cái chân dương. Rồi, mà là được rồi nha các bạn. Hàng hai chân nha. Chân âm chân dương nha các bạn, tách biệt nhau. Lưu ý cho mình là không có chạm, không làm chóc mấy cái con linh kiện bên trên nhỏ từ chở bên đây nha các bạn. Rồi, để mà kiểm tra cái main board này á, mình sẽ dùng một nguồn ha. Một cấp nguồn cho điện thoại di động. Ở đây mình bật nguồn lên rồi mình chỉnh cái mức DC khoảng 4V nha các bạn. Một nguồn 4V thôi. Mình dùng hai cái kẹp cá sấu ha. Để mình kích, mình kẹp vô hai chân cộng trừ của cái mainboard này. Hôm nay mình mới hàng dây vô. Cái đỏ các bạn. Đỏ các bạn cặp dây dương ha. Đen gặp dây âm. Các bạn nhớ điều chỉnh cái mức điện áp khoảng 4V thôi nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ bấm power key nha. Các bạn quan sát cái kim dòng á, coi nó ăn dòng khoảng bao nhiêu nha các bạn. Rồi mà lại lên nguồn, ok. Để mình xem nó boost lên như thế nào. Tại trường hợp á, những cái máy mà nó bị dính cáp á, đĩa bị treo táo các bạn, nó cũng boost như vậy mà nó đứng, nó không có start up, nó không khởi động lên cái màn hình chính nha các bạn. Các bạn để ý cái kim vòng nè, nó sẽ ăn như thế nào.
Rồi, như vậy là vô cái màn hình chính rồi nha các bạn. Cái máy này bị dính mật khẩu ha, password ha. Cái này không biết cái máy này nó có cài iCloud không. Thì tí nữa mình hàng vô rồi mình để mình restore lại trên iTunes đó, coi nó như thế nào. Bị dính mật khẩu rồi. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình thay cái chấu pin lại trên mainboard nha các bạn. Rồi các bạn tiến hành xả hai dây này di động này, hôm nay mình hàng ra nha các bạn. Là cái mainboard này ok ha, nó chỉ bị hư cái chấu pin thôi. Rồi để mà mở ra thì các bạn cũng làm tương tự cho mình, lấy cái vít ba ke các bạn mở mấy cái ốc này nè. Ốc giữ cái cáp đuôi sạc á. Các bạn giữ kỹ mấy cái ốc này nha các bạn. Thôi nó rớt là cũng mệt rồi. Đây cái seal của nó nha các bạn, nó giữ ha. Đây cáp đuôi sạc nha các bạn. Rồi ở đây á, các bạn thấy có dây anten á, mình tháo dây anten ra trước nha các bạn. Thắt cẩn thận nha bạn, không nó đứt cái đầu này ra. Rồi, cái dây anten mình tháo ra rồi ha. Rồi, mình để ý cái khay sim nha các bạn. Cái khay sim các bạn cũng tháo ra luôn nha. Thử các bạn tháo ra nó mới không bị cấn nha các bạn. Các bạn để nguyên vậy không bao giờ các bạn tháo ra mình bo ra được đâu. Lấy cái khay sim đây nha. Rồi, sau đó từng cái vị trí ốc trên main bo các bạn tháo hết ra cho mình nha. Có bị dụng ốc các bạn tháo hết ra. Rồi để cho nhanh chóng các bạn, mình tua qua cái giai đoạn mà các bạn tháo ốc ra nha. Trên cái sườn máy á, rồi mình tháo cái mainboard ra ngoài. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình đóng lại cái chân chấu pin bên trên cái mainboard này nha các bạn. Thì các bạn lưu ý cho mình á, trước khi làm á, các bạn để ý nè, ở trên đây á ta có hai cái seal, tại vì nó tới kế linh kiện á, đóng hai mặt luôn các bạn. iPhone 4 nè, cái mặt bên đây các bạn phải làm thật khéo nha, thôi là nó mất nguồn luôn á, hoặc là nó hở chân nó mất sóng nha các bạn. Rồi mấy cái IC độ keo nha các bạn. Cái bỏ kho tác động nhiệt ở đây á, các bạn phải làm, nói chung là các bạn làm thật nhanh. Đồng thời các bạn phải xi chì cho nhiều một tí nha các bạn, xi nhưng mà vừa đủ thôi. Chì nồi lúc này phải mềm chứ cứng quá các bạn kho càng lâu á, nó sẽ bị hở chân, nó bị xì chân chì ở đây nha các bạn. Là mất nguồn luôn nha các bạn. Còn cái siêu bên đây á. Đây, đây là phần sống nha các bạn. IC công suất nha. Phần sóng mình giữ nguyên. Mà quan trọng á, khi các bạn kho ở đây, các bạn kho càng nóng á, thì mình sống đây, á, nhiều khi nó hở chân nha các bạn, nó ảnh hưởng đến sóng của mình á. Có bạn kho phía trên, từ trên xuống á, thì nó, các bạn phải che chắn thật kỹ. Các bạn lấy một cái siêu mới luôn. Nhiều bạn á, có cái lấy băng keo tản nhiệt á, các bạn gắn ở đây cho nó, cho nói chung nhiệt độ bên đây cho nó nguội bớt nha các bạn, các bạn khò vô nó bớt nhiệt ha. Ở đây mình sẽ làm trực tiếp luôn, mình sẽ lấy cái siêu này nha các bạn,
gắn vô. Nói chung là cái thao tác các bạn càng nhanh càng tốt ha. Tác động của cái khu vực này thôi. Rồi, mình che chắn lại thế này. Mình sẽ lấy một cái kẹp bo nha các bạn. Các bạn nhớ đắp chì á, nếu mà có chì bột á, chì bột nó nóng chảy nhanh hơn so với chì dây như đây vậy nè. Các bạn có chì bột thì các bạn đắp vô cho nó dễ nóng chảy nha. Đây các bạn dùng một ít nhựa thông cho mình. Mở hàng cũng được. Làm đấy không? Các bạn lão các bạn làm cẩn thận rất nhanh. Rồi, mình sẽ bật con khò lên ha. Rồi, tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình kẹp bo nha các bạn. Để mình giữ cái bo này cho cố định một xíu nha. Rồi các bạn lưu ý nè, nó không bị cấn cái gì nha các bạn. Nó không bị cấn hay bị bong chóc linh kiện nha các bạn kẹp nghe. Nè, mình kẹp mấy cái ngàm ở đây nè. Nó siêu cứ ngắt ha. Rồi, các bạn tiến hành khò cho mình. Đây mình lấy một ít mỡ hàng nha các bạn. Mình cho thêm đây. Đây là cái cháo pin nha các bạn. Bạn nhúng cho mình một ít mỡ hàng cũng được. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình khò nha các bạn. Mình khò cho nó nóng chảy cái chì này nha các bạn. Rồi ở đây cho nhanh á, mình kết hợp cái khò với cái mỏ hàng luôn nha các bạn. Mình đẩy cho nó nhanh ha. Các bạn lắc đều nha các bạn. Đừng nói chung là các bạn thao tác càng nhanh càng tốt ha. Rồi các bạn nhanh tay các bạn ấn cái chú pin vô là được rồi. Các bạn đá chân một xíu nha các bạn. Thôi, vậy là ok nha các bạn. Rất nhanh nha. Rồi sau khi các bạn tiến hành khò đóng cái chú pin này xong á thì các bạn vệ sinh lại nha các bạn. Để mà vệ sinh á, các bạn có thể dùng một ít bông gòn ha. Bông gòn các bạn chấm vô cái sàn rửa bo á. Rồi các bạn vệ sinh chà đây. Hoặc các bạn có thể dùng bàn chải cũng được. Ở đây mình sẽ dùng bông gòn nha các bạn. Rồi. Các bạn vệ sinh lại. Cái chấu pin này các bạn chà cho nó sạch nha các bạn. Cái mỡ hàng của dự thông nó còn dính đây á, mình chà cho nó sạch thôi. Sau khi các bạn vệ sinh xong á thì các bạn được cái bo như thế này nha các bạn. Mình gỡ cái seal này ra. Yêu cầu ở đây á là các bạn khi mà các bạn dùng khò, các bạn tắt đóng cái chỗ pin này vô á thì các bạn không được làm cho cái IC để bị xì chân nha các bạn, là có khả năng là gây mất nguồn trên cái bo này luôn nha. Nó sẽ không còn lên nguồn nữa. Nên các bạn như bạn thợ mới vô nghề thì các bạn chú ý cho mình. Nói chung các bạn che chắn kỹ rồi các bạn tản nhiệt cho cái nhiệt độ bên mấy con IC bên đây nè. Nhất là mấy nơi IC đổ keo á thì bị nhiệt á, các bạn khò cục bộ nóng một bộ cái bên đây mấy IC này nó sẽ bị xì chân trì bên trong nha các bạn. Đồng thời á cái có mấy phần RF nè, phần sóng bên đây á nó có bị hở chân nha các bạn, nên có nhiều khả năng mất sóng. Nên các bạn thao tác cái yêu cầu là các bạn phải làm thật nhanh nhất có thể. Các bạn nên dùng cái chì bột nha, chì bột đó các bạn làm giảm cái nhiệt độ xuống để cho nói chung là các bạn khò vô nó nóng chảy nhanh á thì các bạn đóng vô là ok. Còn vấn đề thứ hai á, đây là cái chấu pin nha các bạn. Đây là một cái chấu pin của nó thì cái chấu pin này rất mỏng nha, khá mỏng.
nên khi mà các bạn khò á, cái này tác động nhiệt ở đây á, nó sẽ bị quéo liền nha các bạn, rất nhanh, quéo rất nhanh, tại vì nó khá mỏng, nó được dày như cái model như 6S hay các model khác nha, cùng hãng của Apple luôn. Ở đây mình có sự so sánh, đây là cái chấu pin của Nokia nha các bạn, Lumia. Các bạn nhìn thấy không, cái phần nhựa của nó là khá dày nha các bạn, cái quan trọng là cái phần nhựa của nó dày á, khi mà các bạn tắt độ dùng khò, các bạn tắt được nhiệt ở đây á, thì cái nhựa, phần nhựa này nó không sẽ chảy các bạn, nó không bị chảy, nó không bị quéo. Còn đối với cái socket pin của iPhone 4 4S á, cái lớp nhựa chỗ này là khá mỏng, mỏng dánh nè, các bạn khò dùng một cái là nó quéo liền. Nếu các bạn, nói chung là các bạn có thể dùng cái băng keo cách nhiệt các bạn dán lại, hoặc là các bạn phải thao tác thật nhanh, chứ thôi nó quéo một cái là nó đổi cái phần nhựa bên đây trên lên đó, là nó mất cái tiếp xúc, nó làm hở cái chân pin luôn nha các bạn, là nó không còn bằng phẳng gì nữa. Nói chung là cái phần nhựa với cái tay nghề của các bạn, cái thao tác các bạn làm á khá quan trọng nha, yêu cầu là phải nhanh. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình gắn cái bo lên vô cái màn hình nha, mình test lại nha các bạn. Coi sau khi mình thay cái chấu pin á, nó có vấn đề gì không ạ? Nó ảnh hưởng gì không ạ? Các bạn nói chung về các bạn luyện tập cũng được, nhớ làm kỹ là được rồi. Đây, mình gắn cái màn hình ha. Màn hình với cảm ứng vô. Rồi, gắn cách nguồn. Cái nút gạt bên hông nè, volume nè. Rồi sau khi mình gắn giá thử đi nha các bạn. Rồi, mình lấy cục pin mình test ha. Đây là cục pin của nó nha các bạn. Như lúc đầu cái máy này nó dính bắt buộc nha các bạn. Gắn mình test thử ha. Vậy là cái máy này lên nguồn ok nha các bạn. Vậy là cái quá trình mà mình thay cái chấu pin này là thành công ha. Để mình chờ nó stop, nó khởi động lên coi. Nó đến vô cái màn hình này nha các bạn. Đây là cái máy mà hôm nay lúc đầu á đã bị dính bắt quật nha. Mình giờ mình đi hỏi bắt quật là ok. Rồi có thể test máy được nha các bạn. Vậy là video này mình hướng dẫn các bạn đã thay cái chấu pin iPhone 4, iPhone 4S nha các bạn. Tại vì hai cái chấu pin của iPhone 4, 4S á nó giống như nhau nha, rất giống nhau. Nhưng mà cái chiều dài của 4 á các bạn, nó dài hơn một chút xíu nha các bạn. Nói chung là có sự thay đổi nha. Nên các bạn không thể mà dùng cái chấu pin của iPhone 4 với 4S mà sàng qua cho nhau được. Nó hơi khác nhau một tí nha các bạn. Nó hơi khác nhau một kích thước thôi. Nhưng mà cái thao tác mà để các bạn thực hành thay cái chấu pin của iPhone 4 4S á, trên cái mainboard điện thoại á, là giống như tương tự nhau nha các bạn. Video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.